Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Có sư phụ ra tay thì không có thì sẽ không có sai sót gì. Trông chừng hắc kỵ thật kỹ, đồ nhi tuân lệnh. Có đồ nhi và tam sư huynh ở đây thì chúng mọc cánh cũng không bay đi được. Có tin của đám phản đồ kia không? Khoảng thời gian này đồ nhi không rời khỏi Kim Đình Sơn nên không biết tin tức ở ngoài kia. Sau hai lần đánh bại danh môn chính đạo liên tiếp, đám phản đồ đó quả thật là đã ngoan ngoãn hơn nhiều, không có tin tức gì. Giải quyết xong vấn đề ngư nông thôn rồi, nghĩ cách đối phó với đám phản đồ này. Ma Thiên Các, Thiên Thư. Lần này khắc chế vu thuật hoàn hảo, càng hiểu rõ thêm trong việc tham ngộ thiên thư. Lần này những chữ mơ hồ khó hiểu đó đã tràn đầy sức sống, thoải mái hơn nhiều so với bất cứ lần đọc nào. Động nguyên do đông minh, vạn đạo do thông sinh, thập thông do tư sinh, diệu hành do thử hưng. Phản âm vô hiệu khắc chế vu thuật. Chẳng lẽ nhân tự quyển có công hiệu khắc chế pháp môn tu hành, mê hoặc lòng người? Quả nhiên phía sau xuất hiện nội dung mới. Vì có trí tuệ vô, vô hình thần thông, có thể đi khắp thập phương mà không, rời đổi thế giới bản nguyên, làm phúc cho tất cả chúng sinh. Vì có trí tuệ diệt tận, có thể sống trong, chánh định tam muội, và hiển lộ sắc thân, như là quang ảnh trải rộng khắp nơi. Còn về tam muội thì vẫn giữ nguyên. Sáng hôm sau, đóng thiên thư, tinh thần đã sảng khoái đã quá. Xuất phát. Sư phụ, sư phụ, con muốn bạch trạch, đừng cho gọi bệ ngạn. Nhà đầu này, vốn định trách mắng, nhưng yêu cầu nho nhỏ này thì vẫn nên đáp ứng nó vậy. Dù sao thì bộ xương già của mình không chịu nổi sự lắc lư. Bạch trạch. Sư phụ, con muốn ngồi đằng trước. Khi nào mình có được tọa kỵ như vậy, cho dù ngày đêm bị đập cũng đáng. Đi. Ngầu quá. Còn 2.210 điểm công đức, lý do không bổ sung thẻ đạo cụ là vì lúc cần thiết có thể tự do lựa chọn. Bạch trạch, mi dám nhanh hơn nữa không? Ví dụ như gặp phải tình huống nguy hiểm không thể nào giải quyết thì có thể chọn 4 tấm, không có kẽ hở. Mia, có đủ thời gian thì có thể cưỡi bạch trạch rời đi. Một canh giờ sau, sư phụ chúng ta đến rồi. Nơi này rất gần độ thiên giang, bạch trạch quá nổi bật. Đáp xuống. Sư phụ, người mạnh như vậy qua đó sẽ giết sạch hết là được rồi mà. Im miệng. Nghỉ ngơi chút đã. Sư phụ, để con xoa bóp cho người. Sư phụ, có kẻ tới gần. Tiểu Diên Nhi đã phát huy được tầm quan trọng của mình. Cơ thiên đạo đuổi tới rồi, mau chạy. Ác đồ ma thiên các tới rồi, mau lên. Não già kia mau chạy đi. Não ma đầu cơ thiên đạo tới rồi, chán sống hả? Sư phụ, người đang đuổi theo họ hả? Sao lão phu lại nhạt nhẽo như thế được? Một đám tôm tép mà thôi. Sư phụ,
hay là con đuổi theo giết chúng nhé, tại sao? Chúng mắng người, còn đổ tội nữa, phải đuổi theo để giết, không thể nào đều bị oan uổng. Logic này, chắc là chúng mắng kẻ khác. Ai? Là tọa kỵ cấp sử thi. Tọa kỵ quý giá hơn so với phi liễn nhiều. Phi liễn chỉ có việc làm ra mới khó. Có nguyên liệu, có trận văn và tu sĩ là được. Nhưng mà tọa kỵ vốn hiếm hoi, không chỉ khó bắt mà còn khó thuần phục. Tượng vương khổng lồ vô đối, cơ thể như thành trì, bốn chân như thạch trụ. Tọa kỵ cấp sử thì tượng vương này có năng lực sinh tồn cực mạnh, phòng ngự bá đạo, có thể đi đường núi gập ghềnh, cũng có thể băng qua sông suối, chỉ là không bay được. Đi thôi. Dạ, nước sông không phạm nước giếng. Này. Này gì mà này, đừng có chắn đường. Ta là đệ tử thứ 9 của Ma Thiên Các. Từ Diên Nhi, ta hỏi ngươi có thấy 10 tu sĩ bay qua đây hay không? Dám mạo danh ta à?